Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn em bài số 5 nha. Bài số 5 là một cái bài tập tính toán cơ bản. Rồi. Đó, bài số 5 này câu 1 của mình làm gì? Lập công thức tính phí vận chuyển. Biết rằng phí vận chuyển là bằng gì? Đơn giá nhập nhân số lượng nhân 5%. Ô, phí vận chuyển nè, là ô F mấy các em? F3. Như vậy F3 của mình sẽ bằng đơn giá nhập. Đơn giá nhập là ô gì? D3 nhân cho số lượng là ô 3 nhân cho 5%. Rồi như vậy ha. Bằng, mình đánh vô ha, nhấp vô F3 đánh vô bằng. Đơn giá nhập. Rồi, nhân là dấu gì các em? Dấu sao? Nhân cho số lượng nhân cho bao nhiêu phần trăm? Mấy phần trăm? 5. Ship số 5 luôn là phần trăm. Được chưa? Ship số 5 là phần trăm. Enter. Đó. Ra là phí vận chuyển các em. Các em tương tự như vậy, các em di chuyển từ con chuột màu trắng, mình chuyển về góc phải thành con chuột màu đen. Đè nó xuống, kéo nó xuống, buông nó ra, xong. À. Rồi, tiếp tục. Là cái ô thành tiền là cái ô G3. Thì thành tiền là cái gì bằng cái gì các em? Đơn giá nhập nhân số lượng cộng cho gì? Phí vận chuyển thì mình đã hiểu là đơn giá nhập thì mình tính theo dòng nha, bằng đơn giá nhập là ô gì? D3 nhân cho số lượng cộng cho phí vận chuyển là cộng cho ô gì? Phải là ô F3 không? F3 xong, các em enter xuống. Rồi, các em copy công thức xuống. Tiếp theo là tới đơn giá xuất. À, đơn giá xuất thì người ta hướng dẫn là đơn giá xuất là bằng thành tiền cộng 2% nhân thành tiền. Đơn giá xuất là bằng thành tiền, bằng thành tiền là OG3 cộng cho gì? 2% nhân cho thành tiền là nhân cho gì các em? Phải tiếp tục là G3 không? Rồi, sau đó các em enter xuống. Đó, đây thành tiền bằng đơn giá xuất là bằng thành tiền cộng 2% nhân thành tiền. Rồi, các em copy công thức xuống. Rồi, tiếp theo cái câu cuối cùng là kêu gì? Định dạng các ô giá trị số không có số lẻ và có dấu phân cách hàng nghìn. Thì như vậy thầy hướng dẫn nhanh rồi, đơn giản nhất là quét từ đây tới đây. Mình thấy có dấu phẩy này không? Thấy có dấu phẩy không các em? Check vô dấu phẩy. Rồi, giảm xuống 0 cho thầy. Giảm xuống 0 là này. Giảm xuống 0 bên đây. Rồi. Giảm cho nó hết. Rồi. Giảm chừng nào cho nó không có dấu phẩy tập phân là ok. Các em đốt bullet lên từng cột cái nó sẽ resize lại cái cột của mình ha. Vô đây xa nè, nhấp vô hai cái thì nó sẽ kéo lại auto cho mình là vừa đủ. Rồi. Như vậy đây là một bài tính toán cơ bản nha các em. Thì các em phải tính toán là tính toán theo dòng. Tính toán theo từng dòng. Rồi các em thực hành vào nha.